Xin chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Luật sư Vlog. Kênh Luật sư Vlog là kênh YouTube nhằm tư vấn pháp luật, phân tích, bình luận, cập nhật các quy định pháp luật mới và chia sẻ kiến thức pháp luật đối với mọi người, giúp chúng ta hiểu biết, tuân thủ pháp luật, tránh và hạn chế mọi rủi ro pháp lý có thể xảy ra đối với chúng ta. Các bạn vui lòng đăng ký kênh, subscribe, like và share để giúp kênh ngày càng phát triển nhé. Bấm chuông để là người đầu tiên theo dõi video mới nhất. Chào các bạn, tôi là Luật sư Vlog. Tin mới nhất về vụ án đốt xác ở Hải Phòng, bắt gã trai 9X giết người, đốt xác trong thùng phi. Mâu thuẫn về tiền bạc, Tuấn giết anh Lâm sau đó đốt xác phi tang, nghi phạm bị bắt khi đang lẩn trốn ở Sơn La. Sáng ngày 23 tháng 2, Công an Hải Phòng phối hợp với đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an và Công an tỉnh Sơn La đã bắt Phạm Ngọc Tuấn, 24 tuổi, ở xã Lê Lợi, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng, để điều tra về một vụ giết người, cướp tài sản. Thời điểm bị bắt, Phạm Ngọc Tuấn đang lẩn trốn ở Sơn La. Trước đó, chiều ngày 22 tháng 2, người dân tại xã Lê Lợi thấy Tuấn đốt một vật gì đó trong thùng phi ở vườn nhà, khói và mùi khét bốc lên dữ dội. Khi được hỏi, Tuấn trả lời rằng đã đốt rác. Đến 17 giờ 30 phút cùng ngày, ông Phạm Ngọc Trường, 49 tuổi, bố nghi phạm, đã đổ thùng phi ra thì phát hiện thi thể một người đàn ông biến dạng, xác đã bị thiêu đen. Nghi phạm sau khi đốt xác đã bỏ trốn khỏi hiện trường. Sau khi xác minh, nạn nhân là Nguyễn Văn Lâm, 25 tuổi, ở xã Quốc Tuấn, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng. Trao đổi với zin.vn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Lê Lợi cho biết, nguyên nhân ban đầu của vụ án mạng được xác định là do mâu thuẫn về tiền bạc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Vui lòng đăng ký kênh, subscribe, like, share. Xin chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Luật sư Vlog. Kênh Luật sư Vlog là kênh YouTube nhằm tư vấn pháp luật, phân tích, bình luận, cập nhật các quy định pháp luật mới và chia sẻ kiến thức pháp luật đối với mọi người, giúp chúng ta hiểu biết, tuân thủ pháp luật, tránh và hạn chế mọi rủi ro pháp lý có thể xảy ra đối với chúng ta. Các bạn vui lòng đăng ký kênh, subscribe, like và share để giúp kênh ngày càng phát triển nhé. Bấm chuông để là người đầu tiên theo dõi video mới nhất.